cái phần xám xám này em bấm Ctrl B cô nhìn thử là in á, khi là in là mình chỉ thấy cái màn hình chính thôi, còn phần xám xám đó giống như là nó là vậy. Có nghĩa là cái này nó sẽ có cái phần trình bày trang in, có nghĩa là mình chỉ chọn đúng cái vùng thôi, vùng nào để in thôi. Rồi mình khóa cái vùng đó lại cô hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó cô sẽ hướng dẫn cho để ha, chọn vùng cần in. À dạ. Ê. À, thì mình sẽ có cái bài đó, gọi là cái bài in ấn ha, là chọn vùng in trong Excel. Cần vùng nào thì chúng ta sẽ chọn đúng cái vùng đó thôi ha. Dạ, còn mấy cái vùng ở dưới xám xám này là giống như người ta chỉ ghi note vô thôi đúng không cô? Đúng rồi, cái đó là note thôi. Còn cái vùng trên mới là vùng in. Thì nó sẽ tra chạm vùng. Dạ rồi, em cảm ơn cô. Rồi, không có gì. Chờ lớp mình tí ha, cho các bạn vô đủ. Thì như nếu bây giờ thì mới có 7 bạn thôi đúng không? Đợi tí xíu ha. Mm-hmm.